Phước Sự đang đứng tại con đường 12m. Đây là căn nhà phố 7/17 của dự án Zai River Country One. Và mọi người cùng với Phước Sự đi xem thực thể của dự án này nhé. Như mọi người đang nhìn thấy thì ở đây nhà phố này thì chủ đầu tư đã làm rất là bài bản nha. Lòng đường 6m, đi kèm mỗi bên 3m. Và chủ đầu tư ở đây là trồng rất là nhiều loại cây nè. Và điều đặc biệt là có một số căn nhà phố thì gọi là căn góc hay mặt tiền có một cái lối khoảng không, và cái lối này có thể di chuyển ra căn shop house mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ để mình mua sắm. Ở đây thì khi sở hữu những cái căn nhà phố ở đây thì quý anh chị có thể là sử dụng một cái lớp house rất là đẹp, và có khoảng hơn 100 nhà thì mình sử dụng một lớp house, và trong 100 nhà đó thì hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym, hầm rượu dưới đất nữa ạ. Nên đó là khá nhiều tiện ích, và tất cả các tiện ích ở đây là được free luôn nha. Rồi, mọi người cùng bước sổ vào chi tiết bên trong để khám phá cái căn nhà phố này nha. Mình vào trực tiếp để mình xem căn nhà phố này ha. Dạ. Ở đây thì mình có thể đậu xe hơi ở đây, hoặc là bên hôm này mình có thể đậu xe hơi luôn. Nên đó là nhà có thể là đậu xe hơi. Cho đập tường để cho kẻ xe hơi vào. À, xe hơi bên này, nó có lối đi vào, chính, dạ, đúng là bên này xe máy. À, mình có thể ngoài mình đậu xe hơi ở bên trong, và mình có thể là đậu xe hơi bên ngoài. Đường nhà này người ta toàn đậu xe hơi ngoài thôi, dạ, mình chết đằng trước có ai đâu. Dạ đúng rồi. Tất cả ở đây thị trường này đậu xe hơi là không phải là quan trọng. Nên cái căn này giá tốt bao nhiêu vậy? Dạ, căn này giá tốt yêu cầu là 10 tỷ. Cho 10 tỷ. Ừ. Và cái giá mà mình điểm cao nhất khi trước đó là đầu năm này á. Rồi thì ở đây á là chủ đầu tư bố trí ở đây là nói chung là khoảng khâu này để trống hết, và ở đây là đường thì đường nước. Dạ. À, và đây là một kiến một ở đây thì cái này là không làm thang máy nhỉ? Dạ, căn này thì không có cái thang máy. Thì có thì mình có thể để làm những tắt thang máy ở đây. Đây, tắt thang máy ở đây. Tắt con. Dạ. Đúng rồi. Thang máy là thang mini. Thang kiểu thang kính. Dạ. Kiểu thang kính ở đây được. Dạ đúng rồi. Vẫn làm thang kính. Ở đây thì mình có thể là thiết kế là bên này là nhãn bếp, phòng khách. Rồi đây là bộ nhà. Rồi đây là bếp. Trên gác, trên gác, trên gác. Rồi sau sân rộng không nhỉ? Nhà bên xây xưa tôi một căn như này ở trong chỗ mà Benzia nhưng mà mình chỉ chịu đô mà thôi. Lối thoát thì nó là tầm khoảng 2 mét và giống như này, nhìn rất là thoáng. Nên khi mà có những cái sự cố xảy ra thì ở đây xe cứu hỏa vật liệu cháy nên là di chuyển rất dễ dàng. Dạ. Rất là thoáng không? Dạ. Và được cái là gọi là một cái thiết kế gọi là theo phong cách châu Âu. Nhìn xe là cách châu xa. Dạ. Không có nhà bây giờ nhà phố này nó không có cái đường gọi là đường công viên nhỉ? Dạ không. Cách xa hơn, không có nhà phố nào nó có cái đường đi ở giữa này không? Có những cái đó gọi là những cái gọi là biệt thự sông lọc đấy, thì sẽ có đây, còn đây là nhà phố liền kề đúng không? Dạ, đây là nhà phố và shop house. Bây giờ đây là cầu thang ha, thì chủ đầu tư là để nguyên thô cho mình luôn. À, sau đó mình có thể là thiết kế theo cái không thiết kế là cái phần này là bao nhiêu tiền không? Tiếng là ở đây là tổng cái diện tích ngoài 17 là 119 m², thì 120 đi. Dạ. À, cho 120 thì ở đây là theo như thiết kế của chủ đầu tư, ở đây sẽ là một cái toilet và là toilet lớn nhất, và đây là phòng bedroom. Thì ở đây thì mình có thể thiết kế buồng tắm nằm, buồng tắm đứng, và đây một là một phòng ngủ. Là thì để ý ở đây là tất cả các phòng ngủ, phòng khách là đều là có cửa hết luôn. Và chút xíu thì chị qua xem cái diện tích mà con sao phòng tắm thì có ban công rồi. Phòng tắm có ban công luôn, rất là đẹp luôn. Và mình thiết kế thế này đây, phòng tắm có ban công là thế nào? Còn đây thiết kế phòng tắm có ban công là thế nào? Đấy, đây bên đó là chúng tôi lấy nhỏ thôi, còn ở đây là mình sẽ đây là một đêm thì còn có thể thiết kế nhà tắm này. Đây là nhà tắm này, bên đây là nhà tắm thôi. Tùy người thiết kế thì nếu mà thì đây thì thiết kế một phòng gọi bếp luôn, thì ở đây mình có thể là thiết kế một cái nhà tắm lớn có một tắm luôn, thì tùy người thiết kế và họ xem là chưa sẵn rồi thì mình thiết kế thì tùy.